với tất cả các dòng xe máy nói chung và từ cái dòng xe Jam, xe Way, rồi là xe Jupiter hay là xe Sirius của hôm nay mình làm video. Khi các bạn bóp phanh trước hoặc các bạn đạp phanh sau mà xe của các bạn nó có cái tình trạng là phanh không ăn, chai, lì, vậy thì các bạn cần phải kiểm tra rồi là thay thế sang những đôi má phanh mới cho xe của các bạn để đảm bảo an toàn sử dụng xe khi lưu thông xe ở trên đường các bạn nhé. Vậy thì cách nhận biết và cách thay thế má phanh sau trên tất cả những cái dòng xe du hay là xe xe rút như thế này thế nào? Thì Xuân Hợp mời các bạn cùng nhau ta sẽ theo dõi video và có thể là áp dụng cách nhận biết rồi là cách thay thế má phanh sau cho xe của các bạn tại nhà. Như thường lệ, các bạn đang quan tâm về chủ đề sửa chữa xe máy tại nhà, xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và bật chuông thông báo nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy Xuân Hợp của mình đăng video mới lên kênh. Xuân Hợp xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Xuân Hợp trân trọng cảm ơn đến toàn thể các anh chị em và các bạn đã và đang theo dõi video trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Không phải để cho các bạn chờ lâu thì bây giờ Xuân Hợp mời các bạn cùng nhau ta sẽ theo dõi video cách thay thế má phanh sau trên tất cả những dòng xe từ xe du hay là xe si như thế này tại nhà. Bước đầu tiên thì các bạn cần phải tháo ốc cần phanh và ốc chống phanh này ra giúp cho mình. Cách nhận biết má phanh mà bị hết thì các bạn khi đạp phanh sau nó bị sâu hoặc là nó chai, nó lì, nó không ăn, rồi là nó có cái tiếng kêu két két, nghe rất chi là khó chịu. Khi các bạn gặp phải những trường hợp như vậy thì các bạn cần phải tiến hành các bạn kiểm tra rồi là các bạn thay thế sang những đôi má phanh mới cho xe của các bạn để đảm bảo an toàn sử dụng xe rồi là lưu thông xe. Má phanh thì nó vô cùng là quan trọng. Quá trình xe sử dụng lâu thì nó sẽ bị hư hỏng, bị mòn theo với thời gian. Khi các bạn đã tháo mở ốc chống phanh do là ốc cần phanh ra rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ tháo mở ốc trục bánh xe ra để các bạn lấy bánh xe ra ngoài. Cách này thì anh em nào cũng có thể là thực hiện thao tác tự thay má phanh sau trên những cái dòng xe du hay là xe si của bạn đang sử dụng tại nhà. Trên cái trục xoay này nó sẽ có một cái vạch dấu. Khi các bạn đạp phanh, má phanh mà hết thì nó sẽ chạy qua cái trục dấu như này. Đồng thời má phanh xe của bạn đã bị hết hoàn toàn, các bạn cần phải thay thế sang má phanh mới. Đôi má phanh này của xe của khách thì tình trạng là đã bị chai, bị lì, đạp phanh không ăn và nó có cái tiếng kêu ken két. Mình sẽ thay thế sang đôi má phanh mới cho xe. Các bạn sẽ tháo mở cái đôi má phanh cũ xe của các bạn ra. Với những cái dòng xe du hay là xe si, các bạn cần phải lắp má phanh đúng với cái thương hiệu của Yamaha luôn các bạn nhé, để cho nó đảm bảo sự an toàn, sự bền bỉ theo với thời gian. Các bạn sẽ lắp hai cái lùa xua phanh vào. Trước khi mà các bạn là lắp ráp má phanh mới cho xe của các bạn thì các bạn cần phải vệ sinh sạch sẽ những các cái nắp mayơ như này. Đồng thời thì các bạn sẽ kiểm tra đến cái trục xoay này. Tình trạng nếu như trục xoay mà bị búa nghẹt thì các bạn cần phải vệ sinh sạch sẽ để cho trục xoay nó hoạt động được nhẹ nhàng, để khi các bạn lắp má phanh mới vào thì nó sẽ không bị búa các bạn nhé. Khi các bạn đã lắp má phanh mới cho xe các bạn rồi thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành các bạn lắp ráp bánh xe vào.
nốc chống phanh này thì khi các bạn là thao tác là tự thay thế mã phanh cho xe của bạn tại nhà. Các bạn cần phải lưu ý lắp chặt chẽ với con ốc chống phanh này lại giúp cho mình nhá. Khi các bạn mà bỏ quên ốc chống phanh các bạn không vặn chặt thì nó cũng rất chi là phức tạp. Đến con ốc cần phanh thì các bạn vặn gá vào trước giúp cho mình. Để lát nữa các bạn còn kiểm tra độ nông, độ sâu của phanh. Rồi các bạn còn phải tăng ra, tăng vào. Trước khi các bạn mà khóa chặt ốc trục bánh xe, các bạn sẽ sử dụng cho mình tô vít hai cạnh như thế này. Các bạn quay mạnh bánh xe và các bạn giữ cái phanh như thế này giống mình nhá. Sau đó thì các bạn mới khóa chặt ốc trục của bánh xe. Đồng thời các bạn sẽ quay bánh xe xem là có tình trạng có bị búa, bị nhặt không. Các bạn sẽ kiểm tra độ nông, độ sâu của phanh này. Vừa cái tâm đạp của các anh em và các bạn. Đồng thời các bạn sẽ tăng giảm cái con ốc này. Các bạn tăng giảm phanh, các bạn cần phải quay bánh xe kiểm tra xem là tình trạng bánh xe có bị búa nghẹt hay không. Như vậy là video ngắn vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn cách nhận biết mã phanh bị hết, rồi là cách thay thế mã phanh mới trên tất cả những cái dòng xe, từ xe du hay là xe si như thế này tại nhà, để cho các bạn có thể là áp dụng như trong video của mình. Thì anh em và các bạn xem video nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.